Chúng ta sang cái chương 4 Quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính bằng uh, phương pháp tích phân kinh điển Chúng ta tính quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính bằng phương pháp tích phân kinh điển à, Chúng ta vào bài 4.1 à, Phân tích đáp ứng quá độ trong mạch tuyến tính thành đáp ứng tự do xếp chồng và đáp ứng xác lập mới Thế với phương pháp tích phân kinh điển thì chúng ta phải à, uh, có hai cái đáp ứng xếp chồng với nhau đó là tự do và gì xác là mới thì chúng ta sẽ tính thông qua cái cái, cái hai cái đáp ứng này nội dung thứ nhất là giải phương trình vi phân hệ số hằng ở đây chúng ta là nhắc lại thôi nhắc lại cái phương trình vi phân hệ số hằng hệ số là hàng số đấy đây chúng ta có cái khái niệm này Thứ nhất là cái A nhân với Y 2 phẩy cộng với B nhân Y phẩy cộng với C nhân với Y bằng D. Thì đây gọi là phương trình vi phân không thuần nhất. phương trình vi phân cấp 2 không thuần nhất. Đó. Cái phương trình số 2 là khi mà cái D bằng 0 thì là phương trình vi phân thuần nhất của cái phương trình số 1. Đấy. Khi cái hệ số D đằng sau là bằng 0. Còn cái phương trình số 3 thì người ta gọi là Phương trình đặc trưng của phương trình số 2, phương trình đặc trưng. AP bình cộng với BP cộng C bằng 0. Đó. Thế để tìm nghiệm của phương trình 1 đấy. tìm nghiệm phương trình 1. T chúng ta sẽ có nghiệm của 1 này sẽ bằng nghiệm riêng của 1 cộng với nghiệm tổng quát của cái 2. Đó. Hay nói y thì bằng y1 cộng y2. Trong đó thì chúng ta thấy là y1 là nghiệm của một ứng với một giá trị của d à, giá trị nào đó của d à, giá trị của d còn y hai là có dạng phụ thuộc vào cái phương trình số 3. thực ra ở đây chúng ta sẽ thấy đó chính là cái cái dạng của nghiệm tự do đây giá trị sau này chúng ta xếp chồng đáp ứng tự do đấy còn cái thằng này là tương ứng với giá trị gì đáp lập mới nó nói tóm lại như vậy nên ta tìm cái nghiệm này đó nghiệm này Đây cụ thể đây. Nếu như cái thằng Y2, nếu cái thằng thằng phương trình 3 này mà có hai kinh nghiệm đơn. Đấy nhỉ? Nếu cái thằng số 3 này, phương trình 3 này có hai nghiệm đơn, đây là phương trình bậc 2 đối với P nhá, P là ẩn này, được chưa? Có hai nghiệm đơn là P1, khác P2 thì cái thằng Y2 này có dạng là A1 nhân em P1T cộng với A2 em P2T. Đó. E là cơ số E rồi, sắp xỉ 2,7 18 28, 28. Được chưa nhỉ? Đó à, đây là à, cái dạng của cái cái cái, cái i2 oh, sau này chính là đáp ứng tự do của chúng ta đấy còn trường hợp nếu như là ba mà có nghiệm kép hay là à, trong trường hợp này người ta được bội chẵn đấy kép thì là p1 bằng p2 thì lúc này cái thằng i2 uh, này được xác định là bằng a1 nhân e mũ p1t cộng với a2 nhân với t nhân e mũ p 1 t đó chúng ta hai cái nghiệm này giống nhau Hoặc chúng ta có thể viết nhóm cái thằng à, uh, à, e mũ p 1 t ra ngoài trong còn a 1 cộng với a 2 t nhân với e mũ p 1 t được còn trong trường hợp mà nếu như mà ba mà có gì cặp nghiệm phức liên hợp thì chúng ta sẽ có dạng như này đó ở đây chính là mô đun của cái số phức a a chấm nhân e mũ alpha t cốt omega t cộng beta đó. trong trường hợp là đây chúng ta số phức tập nghiệm phức liên hợp là p 12 hai bằng alpha cộng trừ j omega đó ta thế này, cái thằng cái thằng a chấm này thằng tất cả thằng này đây chúng ta thấy ở đây tôi có ẩn a 1 a 2 đây ẩn a 1 a 2 thì đây ẩn là mô đun của thằng a chấm và cái thằng gì thằng góc beta này đó thì đến là ẩn ẩn chúng ta cần cần tìm đấy chưa nhỉ rồi những lần mà người ta cần phải tìm sau này tìm như thế nào người ta sẽ dựa vào cái, cái điều kiện của bài toán người ta gọi là sự kiện bài toán này điều kiện đầu nếu như vậy nó tìm như thế nào thì nó nó phụ thuộc vào cái 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 bài toán mà chúng ta đang giải quyết đây đây chính là cái mà chúng ta cần phải tìm được chưa nhỉ ok trong phần hai là phân tích các đáp phân tích đáp ứng quá độ thì à, quá trình quá độ của mạch điện tuyến tính ấy, được mô tả bởi cái hệ phương trình vi phân không thuần nhất hệ số hằng theo hai luật kiểu 1 và kiểu 2 để kiểu 1 và kiểu 2 đây đó thế thì à, nghiệm riêng của một tương ứng với vế phải là khác không đó. 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 tức là mạch có nguồn ngoài được gọi là đáp ứng xác lập mới chính là cái phần mà xác lập mới chúng ta tức là y1 đấy cái chính y1 và cái phần vừa rồi ta phân tích đấy. Ở trong trường hợp này nó chính là ư sắp lập mới hay đáp ứng ư là sát, đáp ứng đáp ứng sắp lập mới. Thế còn nghiệm tổng quát tương ứng với vế phải bằng không, đó là mạch không có nguồn ngoài. Đấy. Nên được gọi là đáp ứng tự do và ký hiệu là ư tự do chính là cái thằng y2 mà vừa rồi chúng ta phân tích. Đây nhỉ, y2 của phân tích. Đó. Ê, chúng ta thấy rằng là lúc này thì chúng ta thấy theo phương pháp đấy phương pháp mà tích phân kinh điển thì chúng ta cần phải tìm hai cái thằng này ư xác làm mới thì chúng ta gần như ta xác định rất là dễ còn ư tự do thì nó phụ thuộc vào cái, cái, cái phương trình mà người ta gọi là phương trình đặc trưng sau này khái niệm là phương trình đặc trưng đó ở à đây kết luận này đối với mạch tuyến tính đáp ứng quá độ bằng xếp chồng à, đáp ứng tự do à, với đáp ứng xác làm mới à, tức là cộng lại đúng không ta như vậy đáp ứng tự do à xếp chồng với đáp ứng gì? À, đáp ứng sắc là mới. Cái sao là mới thì gần như là chúng ta sẽ làm được rồi bởi cái bài toán bài toán sắc là mới là chúng ta đã được học Đissant, học phần 1 rồi. Đó, chính là cái cái mà chúng ta đã học rất nhiều cái phương pháp để tính. Đó. Chúng ta có cái chú ý này, dạng nghiệm của các đáp ứng tự do trong một mạch điện tuyến tính là giống nhau. Chúng ta dạng nó hoàn toàn giống nhau bởi vì nó có chung cái phương trình đặc trưng. Đấy. tức là nói tóm lại là cái phương trình đặc trưng nó có các nghiệm này à, P1 với P2 nó hoàn toàn là giống nhau Đó. nó chỉ khác nhau các y nó chỉ khác nhau mỗi thằng A1 A2 A3 A4 nó khác nhau thôi đó hoặc u nó có dạng này ví dụ u1 chẳng hạn u r1 cũng có dạng này bằng ví dụ như là a5 nhân với e mũ p1t cộng với a6 nhân với e mũ p2t đó ví dụ thế trong một cái cái bài luôn là có một dạng chung giống nhau, Đó. thì khác nhau cái hệ số này thôi. Hệ số này người ta cần tìm dựa vào các điều kiện đầu. Vì như, như vậy.